Trước khi tập lái xe là nó quay bánh xe chứ rồi quay tập lái nè. Cái này á này tập lái rồi đánh vào lăng đây à, cái tập lái là phải đánh vào lăng nè à. Học học xong lý thuyết là xuống là tập đánh vào lăng nè, đập thắng đập ba da thắng đập ga vô số rồi mới ga dựng nè, đội là đội hai xe lên nè, hai bánh xe trước nè lên nè thật ngồi. Rồi tập này xong cái về lấy cái thao nha, tập nhà nha. Thao quay vòng vòng. Tập lái xe là trước khi là ra đường á là phải đội bánh sau lên nè, đội bánh sau lên rồi là tập đề máy tập chạy thôi đọc ra rồi thôi đang vô số rồi ra gì hả chưa vô số thì đọc ra không á anh thử cảm giác cái giọ của anh thôi hiểu nó không thử cảm giác cái giọ mình thôi chứ đừng vô số có không cảm giác cái giọ thôi nín những câu máy này nè đạp lên anh lên ga chút xíu lại cảm thấy nó càng nè đó không đạp liệt luôn á đạp liệt giữ ờ đó nó giữ lại giữ cái giò lại giống như đang chạy vậy đó thì đó thì cái chân cái đạp bằng cái mũi nghe chứ đừng đạp nguyên ngọt mà giò nghe đạp nguyên ngọt mà giò nó ra nó nhiều lắm cái xác là kéo ra rồi